Mặt trời là tượng trưng cho hoài bão của tuổi trẻ, cho giấc mơ về một ngày Việt Nam có tên trên bản đồ năng lượng sạch của thế giới. Mang trong mình nhiệt huyết cháy bỏng, cùng khát khao mang nước nhà sánh vai cùng bạn bè năm châu, và đức tính cần cù chịu khó từ đất Hà Tĩnh yêu thương, đoàn người khởi hành theo hướng mặt trời mà đi. Xây dựng ước mơ nung nấu bấy lâu. Bình Thuận là một miền đất rất yên bình, mọi người ở đây lại vô cùng thân thiện. Với tôi, được đầu tư và phát triển ở đây là một điều may mắn. Thiên thời địa lợi nhân hòa là câu nói mà tôi muốn nhắn gửi tới mọi người về miền đất Bình Thuận mà tôi đã lựa chọn. Khởi công vào tháng 5 năm 2020 với vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, tổ hợp nhà máy điện năng lượng mặt trời Bình Thuận được xây dựng trên diện tích 50 hectare, bao gồm 35 dự án khác nhau nhưng hợp tác vận hành cùng nhau vì nền công nghiệp năng lượng sạch của đất nước. Lúc mà dự án mới bắt đầu triển khai thì tôi có đôi chút lo lắng vì đây là một cái lĩnh vực khá là mới mẻ. Tuy nhiên, khi mà chứng kiến cái sự thay đổi từng ngày của công trình thì tôi cảm thấy cực kỳ là phấn khích và hồ hởi. Càng về gần cái giai đoạn đóng điện ấy, thì tôi lại cảm thấy cực kỳ háo hức và rất là ngỡ ngàng với những cái thành quả mà chúng tôi đã đạt được. Tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc khi đang góp phần tạo nên một cái đặc sản mới của tỉnh Bình Thuận bên cạnh quả thanh long, đó chính là điện mặt trời. Áp lực lớn nhất của chúng tôi là việc chạy đua với thời gian khi chỉ có 8 tháng để hoàn thành khối lượng công việc rất là lớn như tìm vị trí thích hợp, mua đất, hồ sơ đất, hồ sơ pháp lý. Tổ hợp nhà máy của chúng tôi gồm 9 dự án, vì vậy việc tìm được nhà thầu uy tín chất lượng để thi công cũng gặp rất nhiều áp lực. Trong thời gian ngắn, việc đặt mua thiết bị chính là tấm pin cũng gặp rất nhiều khó khăn do nhà cung cấp vật tư có rất nhiều đơn hàng và giá cả ngày càng tăng. Do thời điểm thi công vào mùa mưa nên cũng ảnh hưởng rất nhiều tới tiến độ dự án. Nhưng nhờ sự đoàn kết, quyết tâm của tập đoàn cũng như sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương thì cuối cùng cũng đã đưa được dự án về đích đúng hạn. Mong muốn của tôi là NLC Group ngày càng vững mạnh và phát triển để có thể cống hiến một phần nhỏ vào ngành năng lượng Việt Nam cũng như tăng nguồn thu nhập cho địa phương. Tổ hợp nhà máy điện năng lượng mặt trời Bình Thuận chính thức hoàn thành hệ thống ngày 25 tháng 12 2020. Là bước ngoặt lớn cho nền công nghiệp năng lượng mặt trời của nước nhà. Đi cùng xu thế quốc tế, NLC Group đầu tư vào năng lượng mặt trời. Nhằm đáp ứng nhu cầu lớn trong nước, bảo vệ môi trường, hạn chế gây ô nhiễm và biến đổi khí hậu. Đây là bước đi đúng đắn, tuy bước đầu gặp nhiều khó khăn nhưng mở ra tương lai với nhiều tiềm năng phát triển. Cảm xúc đó trong một vài câu từ rất khó có thể nói được thành lời. Tôi cảm thấy rất biết ơn và thật sự rất hạnh phúc. Bên cạnh đó, NLC Group còn mong muốn phát triển các ngành nghề khác nhau để sử dụng và phát triển nguồn nhân lực tại địa phương cũng như tăng thêm nguồn thu nhập cho tỉnh nhà. NLC Group là nơi có một môi trường làm việc rất là thân thiện, đầy tính chuyên nghiệp, năng động và mang lại cho tôi rất nhiều cơ hội rõ ràng thăng tiến trong công việc. Với quy mô nhà máy lớn, chế độ đãi ngộ tốt, ban lãnh đạo thấu hiểu từng nhân viên. Đặc biệt tôi được phát triển tự do trong công việc của mình. Cho dù ở nơi đâu, bất cứ nơi nào, với mọi sự đóng góp dù to hay nhỏ thì chúng tôi đều được đền đáp xứng đáng và trân trọng. Tôi thấy mình rất là may mắn, tôi xin chân thành cảm ơn. Ngoài ra, NLC Group còn tận dụng nguồn đất cát sẵn có, thích hợp cho giống cây đinh lăng, phát triển thêm trang trại dược liệu bên cạnh các nhà máy điện trong tổ hợp. Mô hình tiên tiến này vừa tạo ra nguồn điện cho đất nước, vừa cung cấp nguồn dược liệu cho ngành thảo dược. Trong một lần hai vợ chồng tôi đi chơi ở Nhật Bản, tôi vô tình nhìn thấy trên mái trang trại, mái khu công nghiệp có rất nhiều tấm ghép lại rất sáng và đẹp. Tôi liền hỏi chồng tôi rằng đấy là tấm gì. Chồng tôi trả lời đấy là tấm pin năng lượng mặt trời, nó hấp thụ bức xạ ánh nắng mặt trời sản sinh ra điện. Sau lần đi chơi đó, hai vợ chồng tôi đã thông qua rất nhiều mối quan hệ tiên tiến trên thế giới, quan hệ của bạn bè để tìm hiểu về cách đầu tư và xây dựng điện năng lượng mặt trời. Với Việt Nam lúc đó là một ngành nghề mới mẻ, nhưng tôi vẫn quyết tâm chọn đầu tư ngành điện mặt trời vì lúc đó đất nước đang thiếu điện dùng. Một phần khác nữa là vì điện năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng sạch,
bảo vệ môi trường. Đó cũng là điều tôi muốn hướng tới cho quê hương Việt Nam. NLC Group có được ngày hôm nay chính là nhờ tầm nhìn, sự hỗ trợ, quan tâm của các cấp ban ngành chính quyền, cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận, tâm huyết của ban lãnh đạo, cổ đông tập đoàn và nỗ lực hết mình của anh em kỹ sư, công nhân. Vì thế, ban lãnh đạo luôn cố gắng hết mình vì mục tiêu đặt ra ban đầu, quan tâm tận tình tới hệ thống vận hành và nhân viên, cùng nhau cố gắng vì tương lai phía trước. Trong quá trình thực hiện dự án thì gặp rất nhiều khó khăn về thời tiết và sức ép về tiến độ, nhưng được sự quan tâm, động viên kịp thời của ban lãnh đạo tập đoàn và sự cố gắng đồng lòng của các anh em, cán bộ công nhân viên nên đã rút ngắn được thời gian thi công và đưa dự án về kịp tiến độ. Nhân đây cho phép tôi xin thay mặt toàn thể cán bộ công nhân viên gửi đến ban lãnh đạo tập đoàn lời cảm ơn sâu sắc, và chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng hết mình để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và hoàn thành tốt công việc. Sự kiện khánh thành tổ hợp nhà máy tại Bình Thuận chính là cột mốc đầu tiên trên hành trình bước về phía mặt trời của NLC Group. Tuy phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với sự tiên phong của chính quyền địa phương, tầm nhìn của ban lãnh đạo cùng tâm sức của đội ngũ công nhân viên, hành trình của NLC Group sẽ tràn đầy những cơ hội để phát triển, vững bước chinh phục mặt trời. Chúc tập đoàn phát triển bền vững, gặt hái được nhiều thành công trong mọi lĩnh vực. Chúc tập thể anh em nhân viên luôn đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ và chia sẻ. Hãy từng ngày cống hiến hết mình cho nền kinh tế của nước nhà để có cơ hội ghi tên Việt Nam vào bản đồ năng lượng của thế giới vào một ngày gần nhất. Cảm ơn nhà nước, chính quyền địa phương đã tạo cơ hội cho tập đoàn được thử sức với ngành năng lượng. Cảm ơn ba mẹ, người thân và bạn bè bằng hữu đã giúp sức cho tôi và tập đoàn để có được thành quả như ngày hôm nay. Cảm ơn hội đồng cổ đông đã tin tưởng và góp phần cùng tập đoàn tạo nên bước đột phá này. Cảm ơn tập thể anh em nhân viên đã cùng tôi vượt qua gian khó để giờ đây tôi đứng ở đây tự tin và nói rằng chúng ta đã làm được.